Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa thương xót cho 39 người vừa mới qua đời tại biên giới giữa nước Bỉ và nước Anh. Cả thế giới xúc động, xôn xao, bàng hoàng trước cái chết vô cùng thương tâm của 39 con người, 31 người nam và 8 người nữ. Buổi tối hôm nay, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Chúng Con tại Việt Nam xin hiệp thông với tất cả những anh chị em ở khắp nơi trên thế giới, những cộng đồng Việt Nam tưởng nhớ, tưởng niệm 39 người thân yêu, khẩn nài lòng thương xót của Chúa dẫn đưa những người thân yêu ấy về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Bất kể họ thuộc tôn giáo nào, thuộc quốc gia nào, họ cũng là con cái của lòng Chúa thương xót, cần được Chúa xót thương. Mấy chị em, chúng ta dành một phút để tưởng niệm và dâng những nén nhang cầu nguyện cho 39 người vừa mới qua đời. Sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Đúng con người nằm biển giấc ngủ, bạn nhắc lại chúng thấy tương lai. Chúa kia người nay không còn được mắt buồn cười, nhưng con tin chẳng ngày mai trong Chúa. Xót của Chúa. Xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm, thiếu sót của những người anh chị em ấy,
khi còn sống trên dương thế, trong thân phận con người, chắc chắn không tránh khỏi những lỗi lầm, những thiếu sót. Xin Chúa an ủi, nâng đỡ những người thân yêu đang thương khóc, 39 người thân yêu này. Họ chưa biết người thân yêu của họ đã qua đời. Họ chưa nhận biết được họ thuộc quốc tịch nào, thuộc nước nào. Xin Chúa cho những người thân yêu đang sống nhận biết được thi hài, thi thể của 39 người ấy, để họ được an táng trong vòng tay thân thương nơi quê hương đất nước của họ. Mà vì lý do nào đó, họ đã phải lìa quê hương của mình, tha phương cầu thực, những mong đổi đời, những mong tìm được một cuộc sống an nhàn, sung túc để giúp đỡ cho những người thân yêu ở quê nhà đang gặp khó khăn. Nào ngờ đâu, họ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, bằng cái chết hết sức là thương tâm ấy. Những bàn tay đưa lên đập cánh cửa để mong người ta mở cửa ra cho họ được thoát. Máu đã chảy, tiếng kêu đã cạn, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Lòng con người vẫn thờ ơ. Bao nhiêu trái tim vẫn cứ đóng kín lại. Những người có trách nhiệm, những người có quyền hành vẫn đóng kín lại. Họ không mở ra, không xót thương anh chị em của mình, bởi những quy định, bởi những luật lệ, bởi những rào cản. Những cánh cửa lòng con người vẫn đóng kín, thì sẽ còn biết bao nhiêu những nạn nhân bỏ quê hương, lìa xứ sở, tìm kế sinh nhai, tìm đất sống. Đất sống đâu không thấy, mà thấy cái chết. Cái chết thê thảm, cái chết thê lương, cái chết không thể nào ai tưởng tượng được nó đắng đót như vậy. Họ kêu gào, họ đập cửa, không ai mở, không ai nghe, và họ chết dần, chết mòn trong cái lạnh khủng khiếp ấy, trong cái ngạt thở, không có một chút không khí để thở. Chúa ơi, Chúa ơi, xin Chúa hãy xót thương những người anh chị em của con, 39 người ấy đang cần được Chúa xót thương. Xin Chúa hãy thương xót những người thân yêu của họ đang mong ngóng tin tức của họ ở quê nhà. Và xin Chúa hãy mở cửa, mở lòng những người có trách nhiệm, những người có quyền hành trên trái đất này, trên các quốc gia, để biết thương xót con người, để biết xót thương nhau. Đừng làm khổ nhau nữa, đừng làm cho nhau phải đói khát mà phải tha phương cầu thực. Xin cho những người có trách nhiệm trong từng quốc gia biết thương dân, trị nước, biết lo cho dân được no cơm ấm áo, được an cư lạc nghiệp. Nếu an cư lạc nghiệp, nếu cuộc sống ổn định, có ai mà muốn rời bỏ quê hương của mình? Có ai mà muốn bỏ người thân yêu của mình để mà đi vào một nơi không biết nó sẽ như thế nào đâu? Chúa ơi, xin Chúa thương đi. Xin Chúa cho những người có trách nhiệm biết xót thương dân của mình đi, Chúa ơi. Xin Chúa cho những người có quyền biết xót thương những người là nạn nhân của nghèo đói, nghèo túng, để đừng cứng ngắc mà làm cho biết bao nhiêu người phải đau khổ, biết bao nhiêu người phải chết oan, chết đức. Tiếng than của những người dân nghèo, Chúa ơi, hãy lắng nghe tiếng kêu cầu, tiếng than khóc của những người dân nghèo này đi, Chúa ơi, của nạn nhân của bạo lực, nạn nhân của nghèo đói, nạn nhân của nghèo túng. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót những con người đấy. Xin Chúa lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng con cho những con người nghèo khổ, nghèo đói, nghèo túng trên thế giới này. Chúa ơi, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, 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 xin thương xót chúng con. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan, phải hân hoan, phải vui mừng, vì cả cuộc đời này đã khổ rồi, vì cả cuộc này đã đau rồi, đã buồn rồi. Bây giờ Chúa gọi về, hãy hân hoan, hãy vui mừng, vì cả cuộc đời này đã tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Thì giờ ra đi, bất cứ lúc nào, bất cứ như thế nào, bất cứ ở đâu, vẫn là
giờ ra đi về với lòng thương xót Chúa. Xin bên bề nam chúng ta đọc trước, bề nữ chúng ta đọc sau. Và trong lần chuỗi, anh chị em giơ hai tay lên như là một hy sinh, một lời cầu, kèm với lời cầu để xin Chúa thương đón nhận. Lạy Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, giờ đây chúng con xin được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để cầu nguyện cho những người anh chị em của chúng con.
39 người anh chị em, chưa biết quốc tịch nào, chưa biết ngôn ngữ nào, chưa biết gốc gác như thế nào, họ đã phải lìa xa quê hương, lìa xa gia đình, vợ con, vợ chồng, anh em của họ, tha phương cầu thực, những tưởng rằng mình sẽ đổi đời, và bây giờ cuộc đời của họ đã tắt rồi. Những tưởng rằng mình sẽ được an cư lạc nghiệp để có điều kiện giúp đỡ cho người thân yêu của mình đang sống cơ hàn, cơ cực, thiếu thốn ở quê nhà. Nào ngờ đâu, giờ đây những người thân yêu ở quê nhà không nhận được những đồng tiền, không nhận được những món quà, mà nhận được thiệp tang, mà sẽ nhận được hài cốt hay thi hài đông lạnh của mình gửi về quê nhà. Chúa ơi, xin thương đến tất cả những anh chị em ấy, gia đình của những anh chị em ấy. Chúa ơi, xin thương đến những anh chị em di dân ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Họ đã phải liều mạng sống, họ đã phải mất mạng, chịu bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thử thách, máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ ra để đến một đất nước mà họ chưa biết như thế nào, để sinh nhai, để tìm được miếng cơm manh áo. Sau cuộc đời khổ vậy Chúa, sau cuộc đời con người ta vắn vỏi vậy Chúa, sau cuộc đời người ta bế tắc vậy Chúa, nếu không có Chúa, nếu không có lòng thương xót của Chúa thì sẽ vẫn cứ mãi bế tắc, mãi đau khổ, triền miên trong đau khổ. Vì con người không có lòng thương xót, con người không biết xót thương nhau. Bao nhiêu người giàu có tiền rừng bạc biển, bao nhiêu cổ ấm côi chiêu ném tiền qua cửa sổ, họ rừng rưng, họ thờ ơ, họ lãnh đạo trước biết bao nhiêu triệu triệu con người nghèo đói, túng bấn, không cơm ăn, không áo mặc, tha phương cầu thực. Sao người ta không xót thương nhau? Sao những nước giàu không thương đến những nước nghèo? Sao những người giàu, những người ăn chơi không biết nghĩ đến những người nghèo khổ? Lạy Chúa, tại sao cứ còn mãi như vậy? Chúa còn buồn hơn chúng con. Trái tim Chúa còn tan nát hơn chúng con. Chúa còn đau khổ hơn chúng con. Vì Chúa chỉ muốn chúng con hạnh phúc. Chúa chỉ muốn chúng con cơm no áo ấm. Chúa chỉ muốn chúng con ta đến để xin được sống và sống dồi dào. Mà sao con người không thương xót nhau, không chia sẻ cho nhau, không biết nghĩ đến những người đói khổ khi mình ăn sung mặc sướng, không biết nghĩ đến những người tha phương cầu thực khi mình có quyền mà không chăm lo cho dân, để dân phải bỏ đi, phải bỏ nước. Tại sao vậy Chúa ơi? Xin Chúa thương xót chúng con, thương xót những người dân nghèo khổ này, và thương đến cả thế giới này đang cần được xót thương. Chúng con xin được dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, để khẩn nài Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Để niềm vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Thân Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu, nhớ than buồn thương xót chúng con kinh thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu, nhớ than buồn thương xót chúng con kinh thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu, như thác buồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của lòng xót thương, xin Mẹ an ủi những người thân yêu của 39 người mới bị qua đời một cách hết sức thương tâm tại biên giới Bỉ và Anh Quốc. Xin Mẹ an ủi những người thân yêu của họ đang thương khóc, thương nhớ họ. Và xin Mẹ cũng yên ủi chúng con, nhất là những anh em di dân, những người tha phương cầu thực, những thân nhân của những anh chị em di dân ở quê nhà vẫn đang ngóng ngóng, trông đợi, trông mong, trông chờ người thân yêu của mình đang mưu kế sinh nhai ở đất khách quê người. Xin Mẹ an ủi họ. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con. Lạy Mẹ xin yên ủi.
linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng tôi, tất cả anh chị em, cộng đoàn lòng Chúa Thương Xót ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân của 39 người vừa mới qua đời, bất kể thuộc tôn giáo, ngôn ngữ, quốc gia và đất nước nào, cũng đều là anh em với chúng tôi, là con cái của lòng Chúa Thương Xót. Xin Chúa đưa 39 người thân yêu ấy về hưởng hạnh phúc bên lòng Chúa Thương Xót. Xin Chúa nâng đỡ, an ủi và thêm sức cho gia đình của anh chị em 39 người thân yêu ấy được vượt qua những giây phút đau thương đau buồn này. Xin Chúa đứng nhiều lòng thương xót, xót thương tất cả anh chị em, nhất là nạn nhân của những con người, nạn nhân của nghèo đói, nghèo túng, của bất công. Xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, Thánh Faustina và Thánh John Paul II ban bình an xuống cho gia đình của anh chị em, những người thân yêu đang thương nhớ 39 người vừa mới qua đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lâu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến cổng nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót, tưởng nhớ và tưởng niệm 39 người mới qua đời tại biên giới Bỉ và Anh Quốc đã kết thúc. Anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót ở khắp mọi nơi. Ta ơn Chúa.